Xin chào tất cả cô chú anh chị đã quay trở lại với video tiếp theo của Kha nha. Chúc tất cả mọi người ngày mới thật nhiều sức khỏe và thành công trong cuộc sống. Thì hôm nay là ngày 27 tháng Chạp âm lịch, thì chỉ còn 2 ngày nữa thôi là 30 giao thừa và bước qua là mùng 1, bước sang năm mới là Tết Nguyên Đán rồi các bạn. Thì trong một năm có rất là nhiều cái biến cố xảy ra với Kha, vui có buồn có, nhưng mà đa số năm nay thì Kha phải nói là chuyện buồn nhiều hơn chuyện vui các bạn. Nhưng mà cũng gần hết năm rồi thì tất cả chuyện cũ mình đều bỏ qua hết. Và hôm nay thì là một cái ngày vui. Đó là hôm nay thì Kha sẽ quay một cái video, đó là sẽ và phát lì xì cho tất cả những người anh em cũng như là những người đã từng quay với Kha, đã từng giúp đỡ Kha trong suốt cái thời gian trong năm gần đây và cũng như thời gian trở về trước. Thì Kha lì xì ở đây là Kha làm một cái video lì xì cho tới những người bạn của Kha và những người cô chú người thân trong gia đình luôn. Thì trước tiên là hiện tại Kha đang ở nhà. Thì trước tiên là có một người để Kha lì xì, đó là mẹ của Kha đó. Thì bây giờ Kha sẽ lì xì bất ngờ cho mẹ Kha nha. Và mẹ Kha đang ngồi ở bên kia và đang làm cái gì đó chuẩn bị cho Tết các bạn. Ủa, cái tiền lì xì, cái tiền lì xì Kha bỏ trong túi rồi. Bây giờ Kha sẽ đi ra lì xì cho mẹ nha các bạn. Mẹ Kha đang nướng cái lá chuối này các bạn. Hàng năm là mẹ của Kha lấy cái lá chuối này để gói bánh chưng. Thì lá này muốn gói là phải nướng cho nó dẻo đi rồi mới gói, nó mới không bị hư lá và nó bị tét lá các bạn. Ở thì năm nào mẹ Kha cũng gói, bữa nay là ngày 27 rồi thì gói qua ngày 28 nấu không mẹ? Sáng 28 gói. Dạ. 28 nấu. Dạ. Có bánh chưng vô. Nói mẹ nghe này, bữa nay là gần Tết rồi. Bây giờ là con sẽ lì xì Tết cho mẹ. Lì xì cho mẹ đỡ 50 để có ăn Tết nha. 50 Đây các bạn, đây phong bì lì xì của mẹ cũng chuẩn bị đây. Rồi đúng. Đúng rồi. Đây. Thì đây là cái phong bì lì xì đầu tiên mà Kha lì xì trước tiên cho mẹ Kha. Đó thì Tết là mùng 1 là qua năm mới. Cái đầu năm là mình gọi như mình ra tiền không có nên các bạn. Cho nên mình lì xì cuối năm luôn. Cũng như là cái này lì xì cho năm mới các bạn, cho mẹ nha. Thì lì xì này con cũng xin chúc mẹ năm mới thật nhiều sức khỏe. Đó, và luôn luôn vui vẻ với con với cháu. Bây giờ mẹ của Kha cũng già rồi, không thể nào mà chúc cái câu mà thành công được cuộc sống nữa được các bạn. Chỉ chúc mẹ thật nhiều sức khỏe và vui vẻ với con cháu thôi. Đây, một lì xì cho mẹ. Đó. Giờ mẹ cũng có gì hơn, mẹ chúc công việc làm ăn của con càng tăng cao lên một chút. Cảm ơn mẹ yêu rất nhiều. Cảm ơn. Con muốn coi rất nhiều không? Có chứ. Coi luôn hả? Muốn coi không? Mẹ cảm ơn nha. Thấy chưa, các bạn thấy chưa. Rồi bỏ lại. Cái trường rách nha, cái tường nó quan trọng lắm á. Rồi. Nó cây chết luôn á. Rồi xong. Phần lì xì của mẹ xong, bây giờ tới phiên thành viên mới trong team các bạn. Chào mọi người. Đi đâu cũng được cái nón lá hết trơn á. Đi đâu cũng được cái nón lá hết trơn á các bạn. Có nhiều cô chú anh chị bình luận bảo sao ở trong nhà mà đội nón lá. Là cứ ra ngoài là cái làm cái gì, đội nón lá lên. Là xong rồi cái bắt đầu là nấu xong rồi đi vô nhà cũng quên luôn đội nón lá luôn. Người ta nói là đội nón lá trong nhà không có nên. Cho nên em rút kinh nghiệm lần sau vô nhà rửa nón lá ra, đi ra ngoài mới đội. Bây giờ thành viên mới trong team các bạn, bây giờ chuẩn bị qua năm mới thì anh cũng lì xì cái này cho em. Thì em cũng có nữa. Có chứ, vô team là có hết đó. Bây giờ lì xì này cho em, chúc em năm mới thật nhiều sức khỏe và luôn luôn thành công trong mọi công việc mà em đã chọn. Này, anh lì xì cho em. Em cũng cảm ơn anh Kha. Cảm ơn camera. Vương Phạm. Vậy đó hả? Có chúc cô chú anh chị lên đây không? Có chứ. Lên kính chúc quý anh chị và các em một năm mới
tràn đầy niềm vui. Và cô chú thì chúc sức khỏe. Được chưa? Được chưa? Còn tính chúc cái gì nữa mà quên à? Trời, chúc mà cũng quên nữa. Vậy được rồi hả? Rồi, cũng một lần nữa cũng nói chung em đắp áp ớ á, để anh thay mặt chúc cho. Thì thay mặt Linh, Kha xin gửi lời chúc tới tất cả quý vị khán giả, cô, chú, anh, chị, cũng như em nhỏ đó. Thì chúc tất cả mọi người một năm mới thật nhiều sức khỏe và luôn luôn thành công trong cuộc sống. Và bây giờ là tiếp theo đó là lì xì cho một người nữa các bạn. Và tiếp theo đây đó là lì xì tiếp theo cho một người nữa, đó là Vương Phạm Camera các bạn. Wow. Alo lên các ơi. Hello. Vương Phạm là một cái người mà đồng hành với Kha trong suốt cái chặng đường khó khăn trong một năm qua đó. Thì bây giờ là tới cái phần thưởng cuối năm của Vương Phạm. Ở đây Kha có chuẩn bị nguyên một bọc lì xì đấy các bạn đó. Nhưng mà phần của Vương Phạm còn đặc biệt ở trong cái này đó. Rút ra này, nhét lại này đó. Cái phần này phần lì xì cho Vương Phạm các bạn. Thì Vương Phạm camera của Kha đây các bạn. Rồi Vương xin chào cả nhà luôn nha. Thì trước tiên là Kha xin tâm sự một chút. Vương là camera của Kha đó, cũng như là một người bạn đồng hành đi với Kha trong suốt cái chặng đường một năm qua. Vui có, buồn có, nhưng mà đa số buồn nhiều hơn vui các bạn. Vương là một người phải nói là chịu khổ cùng Kha rất là nhiều, đi theo Kha những cái lúc mà khó khăn nhất đó. Đến khi mà thời điểm hiện tại thì thành công thì Kha cũng chưa nói là thành công gì, nhưng mà cũng tốt hơn rất là nhiều người các bạn. Thì cũng cảm ơn Vương là một cái người bạn đồng hành để giúp đỡ cho Kha rất là nhiều. Camera là một cái người hùng thầm lặng đứng ở phía sau những cái video mà Kha đăng tải lên cho mọi người xem. Ghê à? Ừ. Thì thật sự ra mà nói á, thì camera luôn luôn là cái người khổ hơn là cái người ở trong cái ống kính các bạn. Thật sự những cái điều mà phía sau camera chịu gấp phải không có ai biết cả. Cho nên là cái phần thưởng mà cái món quà lì xì của Vương cũng phải cao cao hơn một chút đó. Đó là một lần nữa thì mình cũng xin cảm ơn Vương đã theo mình, ủng hộ và giúp đỡ cho mình, gắn bó với mình trong suốt một năm qua. Bây giờ cuối năm rồi, tất cả chuyện cũ anh em mình bỏ qua hết, và một năm mới thì anh em mình chỉ cố gắng để đồng hành bước thêm một cái bước nó phát triển hơn ở cái chặng đường phía trước. Thì đây là một cái món quà lì xì cũng nho nhỏ thôi, khi gửi tới Vương Phạm để chúc cho Vương Phạm một năm mới thật nhiều sức khỏe và luôn luôn thành công trong mọi lĩnh vực mà Vương đã chọn đó. Và riêng biệt là cái kênh YouTube của Vương, mong rằng năm mới nó sẽ phát triển mạnh hơn nữa. Đây, lì xì cho Vương Phạm. Wow. Có lời nào muốn nói không? Thì Vương nói là bây giờ Vương cũng rất cảm ơn Kha đã cho mình có một cái vị trí là làm caramel. Và làm một cái caramel thì bây giờ Vương thì cũng rất cảm ơn Kha rất là nhiều. Và mình có cơ hội là mình anh em mình làm chung, và mình hai anh em mình là đi giúp được nhiều người đó. Cái hạnh phúc nhất là của Vương là đi giúp được nhiều người đó, cùng với Hình Kha đó. Thì Vương nói chung là cái Huỳnh Kha bây giờ được như giờ Vương rất là mừng, rất là vui đó. Thì Vương cũng chúc Kha kênh càng ngày phát triển mạnh và mạnh, mạnh như hổ, như là mạnh như là con cọp á cả nhà. Mạnh như mãnh hổ không? Mạnh như mãnh hổ, dũng mãnh như cuồng long luôn không? Và năm nay là năm con hổ, anh em mình phải mạnh mẽ lên. Đúng rồi. Một lần không nữa. Mạnh mẽ nha, không phải mạnh mẽ. Mạnh mẽ là cái gì chứ đừng mạnh mẽ là nó khác. Một lần nữa xin cảm ơn Vương Phạm rất nhiều. Bây giờ anh em mình sẽ tiếp tục đi lì xì cho những người tiếp theo. Phan hả? Phan. Phan sao? Chưa vô gì nữa. Chưa xong. Vương mới chúc Kha hả? Còn chúc cả nhà nữa. Chúc cái gì cả nhà. Thì giờ Vương sẽ chúc cô chú, anh chị, em và các mấy đứa cháu nhỏ đã xem kênh của Huỳnh Kha Vlog. Thì hôm nay thì Vương chỉ chúc là cô chú anh chị là năm mới tràn đầy hạnh phúc, mạnh khỏe và làm ăn phát tài, phát đạt, phát luôn bình an. Đó. Và những em trẻ nhỏ ăn nhanh chóng lớn. Đúng
và trí khôn hơn người. Và hay vậy ta? Ông Vương phạm trung ghê ta. Vương nói chung là mấy bữa giờ là Vương đang ở đâu vậy? Đang học khỏi chữ nghĩa rồi. Là lấy một cái bài thơ để đọc luôn đúng không? À. Có nghĩa là gì? Tiếp theo là xuống nhà của Vương Phạm Canada các bạn. Xuống thăm bằng. Dạ con chào chú. Dạ con chào cô. Đây là ngội của Vương Phạm Camera đây các bạn. Con chào bà nha. Dạ. Bà nhớ con không? Dạ rồi. Đây. Mấy tuổi rồi, nó lỏng rồi. Con ở Sài Gòn có mấy giờ nãy? Ở Sài Gòn mấy giờ. Dạ. Ngội của Vương thì cũng lớn tuổi rồi cho nên hơi lẫn một chút các bạn. Đó thì mọi người cũng thông cảm nha. Bữa nay con chú con lời chị tốt cho bà nha. Dạ. Đây. Đây con lì xì tốt cho quậy. Lì xì tốt cho quậy, chúc quậy năm mới thật nhiều sức khỏe. Đây. Quậy quậy biết thằng này đằng nào không? Quậy biết thằng này đằng nào không? Mắt mờ rồi. Mắt mờ. Thằng này là con đâu bạn ơi. Này là con đây. Dạ này là con á. Thằng đó mình là con á. Mặt xấu quá luôn. Quá gì trai trẻ xấu. Đây, qua năm mới mà con cũng xin chúc hoài thật nhiều sức khỏe và sống vui vẻ với con cháu nha. Dạ đây con lì xì tốt cho hoài. Chúc hoài thật nhiều sức khỏe nha. Hình cháu đứng hả? Dạ hình con á. Hoài mắt mờ mà cũng hơi lẫn các bạn thông cảm nha. Dạ. Qua đây là ba của Vương Camera đây các bạn. Dạ con chào chú. Dạ để Kha tâm sự với chú chút các bạn. Ê, con gà với thầy chiếu nha. Hôm nay không có làm việc gì hả chú? Làm gì đâu, bệnh hoạn tay chân coi như đột quỵ nó tê hết, đâu có làm gì được gì đâu. Tay dạ. Chân nó tê hết. Dạ. Dạ. Thì nhà Vương thì cũng bình thường các bạn, nhưng mà ba của Vương thì chú năm nay bao nhiêu tuổi rồi ta? 60. Dạ. Ba của Vương cũng lớn tuổi rồi các bạn. Thì cũng bị đột quỵ tai biến, là đột quỵ gọi là tai biến thôi chứ không tai biến đó, cũng mà quỷ. May mắn mà cũng vượt qua cho nên bây giờ tay chân hơi đơ chút các bạn, hai thì... bắp đùi nó nặng. Dạ. Dạ thì thôi cố gắng nghe chút thuốc cũng men rồi. Dạ thì cũng tốt rồi, bây giờ cũng còn 2 ngày nữa rồi đeo thừa rồi. Dạ. Con xuống thăm gia đình chút thì con có gửi một món quà lì xì chúc tết. Cũng không có gì lớn lao cả, con lì xì cho chú. Con chúc chú qua một năm mới thật nhiều sức khỏe và sống vui vẻ với con cháu nha. Dạ. Có gì cảm ơn cháu, trước là cảm ơn cháu. Dạ. Cái này là cháu gỡ cho hay là... Con lì xì cho chú, con lì xì cho chú. Dạ. Cô vô đây luôn cô ơi. Con... chúc cho Kha coi như là sang năm có vợ có con dẫn về. Dạ có bà nợ rồi cho bà ấm đó. Dạ. Con có cảm ơn chú rất nhiều luôn nha. Dạ. Và tiếp theo là cô, đây là mẹ của Vương Camera các bạn. Dạ. Thì cũng lâu rồi con mới xuống thăm lại cô với chú. Bữa nay là con xuống con lì xì tết đó, cũng 2 ngày nữa là tới giao thừa tết rồi. Thì con cũng có chút tấm lòng rồi, một cái phong bì lì xì tuy nhỏ thôi nhưng mà cũng là tấm lòng của con. Con gửi lì xì tới cô. Cũng năm mới chúc cô thật nhiều sức khỏe và luôn luôn vui vẻ ở với con cháu. Dạ, con gửi cô lì xì. Cô cũng chúc con năm mới. Dạ. Rồi thứ nhất là sức khỏe giàu giàu. Dạ. Gia đình con được hạnh phúc. Dạ. Rồi qua sang năm con phải có con vợ ngon. Dạ. Về lo gia đình, ở trong gia đình cha mẹ. Dạ. Yêu thương nhau, được hạnh phúc nhau. Dạ. Đoàn kết. Dạ. Con chúc cảm ơn cô rất nhiều luôn. Hãy nói mẹ của Vương cũng rất là dễ thương luôn các bạn. Thì thật sự là thời gian qua Vương theo con giúp đỡ con rất nhiều. Dạ con cũng cảm ơn Vương rất nhiều. Thì nhà Vương thì cũng bình thường thôi các bạn. Thì cô chú thì cũng lớn tuổi rồi. Thì bây giờ tuổi già nương tựa lớn nhau rồi, phải chăm sóc cho bà ngoại. Thì không có gì hơn, con cũng chúc gia đình thật nhiều sức khỏe và năm mới thành công phát đạt nha. Dạ bây giờ biết cô, con đi để đi qua mấy gia đình khác. Dạ, con đi nha cô nha. Rồi, dạ. Cảm ơn cô. Dạ, con chào cô, ông chào chú. Bye bye. Dạ. Tiếp theo là Kha vào nhà thiếp các bạn. Mà
cái con rapper giờ này không có nhà Khang nghĩ là có thể là tiếp đi chuyến xe không đồng rồi mọi người. Tại vì mấy ngày Tết này cũng bận rộn lắm. Nhưng mà mục đích hôm nay Khang vào đây không phải là để kiếm thiếp mà để kiếm ba của thiếp. Không biết chú có nhà không? Chú đây làm cái gì? Cực dữ vậy trời, lên đây ngồi nói chuyện cho mấy cháu đây. Con thiếp chú không có gì, chỉ có là chút thôi. Dạ. Trước mắt là cuối năm Khang được vợ này. Gặp được cái kênh mà chuẩn bị gần lúc dạ, này đâu hả? Dạ, rất là vui. Gần nữa bắt đầu chuẩn bị là Tết nữa. Đây, trước tiên chú chúc cô rồi, cô chúc chú trước, tại chú lớn mà. Đây, cũng còn 2 ngày nữa là giao thừa rồi. Chuẩn bị chưa Tết mà sao lì xì? Dạ, con lì xì trước, sợ Tết còn táo nhà đầu cái rửa đồ á, chú chắc kệ chú được con á. Rồi, nói bữa nay chú cũng hết tiền rồi. Dạ, thì cũng không có gì. Cũng 2 ngày nữa là giao thừa rồi các bạn. Thì con cũng không có gì nhiều, cũng một chút cái phong bì lì xì nhỏ nhỏ thôi. Con cũng gửi tặng chú. Chúc chú qua một năm mới thật nhiều sức khỏe và luôn luôn vui vẻ với con cháu. Dạ đây, con gửi tặng chú. Cảm ơn con nha. Dạ. Chúc con năm mới gặt hái nhiều cái điều mới nữa. Rất là cảm ơn chú, rất là nhiều luôn. Chú thấy hình con đẹp trai không? Đó, quả hình vô phong bì luôn. Sao giống sao phong bụi với ta? Phong bụi. Bụi trần. Bụi trần hả? Đào con nó sương gió mà chú. Cho nên là mình phải tạo cái chất riêng cho mình các bạn. Dạ, thì cũng không có gì hơn, thì chúc chú thật là sức khỏe nha. Cảm ơn con nhiều nha. Dạ, thì bây giờ đang làm vườn hả chú? Đang làm cỏ vườn nè. Dạ, thì thôi cố gắng đi, tại vì mấy người già người ta ngồi không một chỗ không có được đâu các bạn. Cũng như mẹ Kha vậy á. Chú không có già lắm đâu. Ông cũng 50 không có già lắm đâu. Mới số 10 chứ không. Mỗi lần nói chuyện với chú là Kha cười hoà lên các bạn, rất là vui. Dạ, thì ghé thăm chú một chút. Dạ, thì cũng không có gì hơn. Con cũng gửi thúc bà lì xì thôi. Thì gặp chú vui thì mình cũng vui theo các bạn. Mới mà. Dạ. Mới rồi. Dạ. Thì con còn đi mấy cái nhà kia nữa, con lì xì cho mấy người tiếp theo nữa. Dạ. Thì bây giờ tiếp chú. Chị được bao nhiêu phong bì này, được 100 cái à? Con cũng biết nữa, cục này là con cũng nhớ mấy cái nữa. Dạ, giờ này phong bì khá nha. À, thấy không? Không, đầu tư với chú đó, thấy không? Đó không gì nữa. Một mối lì xì là chai, xì chai hả? Không, nếu mình một phong bì lì xì chai chắc à, có xong con ra đi con dây con hẹn. Dạ, vậy thôi ạ, con chú con đi nha. Dạ, cảm ơn chú rất nhiều. Dạ, ba chú. Cô ơi, nó tiêu rồi ta. Đây là ngôi nhà của mẹ thép các bạn. Thì Kha có thường xuyên ra đây lắm. Lúc trước là Kha có thời gian á, ở đây Kha thăm cô hoài luôn. Và cách đây cũng một thời gian thép lấy cái nút vàng thì thép có mời Kha ra đây chơi đó. Thì lúc đó Kha có đi ra đây và gặp lại cô. Thì hôm nay là đó tới thăm lại cô thì thấy ngôi nhà đây. Cô chuẩn bị đồ cũng đơn sơ, các bạn thấy được một cái chậu bông và một cái trái dừa. Kha nói cô sống một mình nên nó rất là đơn sơ các bạn. Có thể là cô đi đâu đó. Và bây giờ thì Kha sẽ đi và đợi trưa xế Kha tới lại. Hy vọng có cô ở nhà các bạn. Bắt đầu là bây giờ là Kha tới nhà của Minh. Dạ, ô quậy đang có bánh tét hả? Dạ, à, trời ơi. Dạ. À, dạ. Thì ở quê Kha là thường thường là mấy nhà là mấy người lớn tuổi là ngày Tết ưa gói bánh chưng bánh tét các bạn. Ưa gói bánh tét rồi, nó nhiều. Dạ. Ít nhiều con cũng gói ít đòn. Hoài định gói mấy đòn? Cái đây thì gói đậu phộng không? À dạ. Còn cái gói bánh thì kia chưa gói. Dạ, còn thịt nữa không? Dạ. Thịt thì chưa gói. Dạ. Thành thử rác là lát mới gói. Dạ. Hôm nay vô con lì xì tiền Tết cho Hoài nha. Lì xì mừng tuổi, lì xì mừng tuổi cho Hoài. Vậy mừng tuổi. Dạ mừng tuổi cho Hoài. Ai đồ Hoài đó mừng tuổi lại con không? Không không, Hoài khỏi cần mừng tuổi con. Con sao là, vậy? Con tuổi càng ngày càng lớn mà sau này con cũng già cho Hoài vậy. Thì cũng 2 ngày nữa là tới giao thừa rồi Hoài. Năm nay là có 30. Dạ. Có 30. Dạ chị, mình nay 27, 2 ngày nữa 29 là giao thừa Tết luôn.
Hả thì cũng con sợ tới đó làm không kịp lưu bu á, nên bây giờ con đi lì xì trước. Đây, con mừng tuổi cho ngoại. Cũng không có gì nhiều. Đây là cũng như là một chút tấm lòng của con. Con lì xì cho ngoại, con cũng xin chúc ngoại là qua năm mới sức khỏe dồi dào. Đó, chúc ngoại sống lâu trăm tuổi để vui vẻ với con cháu nha ngoại nha. Được được trăm tuổi càng càng tốt nữa. Mà càng trăm tuổi nó càng tốt nữa. Đây con lì xì cho ngoại. Để bà đến này xuống. Dạ. Bây giờ năm cũ bước qua năm mới nha. Dạ. Con lì xì cho ngoại thì ngoại cũng cảm ơn các con là bên thành phần bên gì? Hình khao vĩ lắm. Đây cái tôi con này ngoại thấy con tôi con này đó. Cái bản mặt con này. Lắm. Dạ. Vậy thì mừng tuổi con là hiện tại còn nói về chung á là mừng tuổi gia đình. Dạ. Mẹ con, chị em, anh em. Dạ. Vợ chồng sức khỏe dồi dào đầu năm chứ cuối năm. Dạ. Tai qua nạn khỏi mình giỏi bình an luôn. Dạ. Con cảm ơn ngoại rất nhiều luôn. Ngoại chúc rất là hay các bạn. Bình an luôn nha. Dạ. Sức khỏe dồi dào rồi. Dạ. Thường tới thường lui cũng thường gặp nha. Con cháu trong ai vô đó cũng làng vậy. Biết thôi chứ hay không. Con cảm ơn ngoại rất nhiều. Vậy là sung túc của con làm ăn khoắn khởi lên. Dạ, dạ. Dồi dào lên nha. Dạ, con cảm ơn ngoại rất nhiều. Tiếp theo là cô các bạn. Đây cô. Dạ. Thì năm mới thì quốc sen năm mới chuẩn bị rồi, cũng không có gì nhiều. Con cũng có một phong lì xì để dành tặng cho cô. Dạ. Chúc cô năm mới cũng thật nhiều sức khỏe. Và cô bây giờ cũng lớn tuổi rồi các bạn. Đó thì cô cũng chúc cô sen năm mới luôn có nhiều sức khỏe đó để ở với con với cháu. Dạ. Luôn luôn thành công trong mọi ước nguyện của mình. Đây, con lì xì cho cô. Cô cũng cảm ơn con. Dạ. Thì nói chung ra thì đây tới Tết thì cũng có cô lì xì cho cô thì cô cũng biết cảm ơn con thì năm cũ bước qua năm mới. Dạ. Cũng không có chút gì hơn. Dạ. Thì chúc cho con thấy con mạnh khỏe để thắng ở lên với người ta mạnh khỏe. Dạ. Thì... cảm ơn cô rất nhiều. Chú đang sửa sang nhà đó ăn Tết hả? Sửa sang nhà bên đó ăn Tết. Dạ, đây là ba của mình các bạn. Thì chuẩn bị 2 ngày nữa là qua bước sang năm mới rồi. Dạ, thì con cũng không có gì, con cũng xin đến chúc Tết từng nhà. Và nãy giờ con cũng lì xì cho ngoại và cô. Dạ, bây giờ còn chú thì cũng không có gì hơn. Con cũng gửi chú một cái phong lì xì đó để chúc chú năm mới thật nhiều sức khỏe và sống lâu trăm tuổi, luôn luôn vui vẻ với con cháu. Dạ đây, lời xin cho chú. Có gì chú cũng cảm ơn. Dạ. Cháu. Dạ. Sự nghiệp của cháu tới gia đình. Dạ. Cũng tặng kịch mời như là lời xin cho chú cũng cảm ơn cháu. Dạ, con cũng không có gì hơn, chúc chú và gia đình thật nhiều sức khỏe và năm mới luôn luôn vui vẻ cuộc sống nha. Dạ. Tướng sống dừa hả? Đây, hồi nãy con có vô mà con không gặp cô đi đâu vậy? Nãy mới đi làm móng tay nè con nãy. Làm móng tay hả? Đẹp không con? Đẹp. Ủa, con mới đi làm về nè con nãy. Nãy con chạy vô con không thấy, con vô sắp nhang mà con không thấy cô. Ủa vậy không con? Dạ, đó mấy cái nhang còn cháy nữa nè. Ủa vậy nãy giờ không có lên nhịt rơi đâu, đi làm về đói bụng quá, lo vô bếp nấu ăn trước. Giờ nấu cơm hả? Nấu cơm với nấu đồ ăn á. Dạ. Mị có thép rồi các bạn. Mị có thép. Bữa nay là cô có chuẩn bị gì tốt trong nhà chưa? Thì con Nhi nó mua. Dạ. Là thì có bởi vì có con dâu đỡ các bạn. Dâu đỡ mà nhà con vậy. Dạ. Dâu con có vợ cũng đỡ mà. Dạ, bảo vậy nói là đàn ông mà lớn lên phải có kiếm chỗ nương tựa đó khi mà dâu về. Có vợ chứ con. Dạ. Có vợ vừa. Đó không, còn đó con tính cạo đầu con đi tu mà con nghĩ lại thấy phí quá. Ủa rồi mày nghĩ sao vậy, tao còn tiếc mày này. Cô tiếc con vụ gì? Vụ là tao thích kiếm rễ làm YouTube.
Nó kêu dạ. Lên YouTube hả? Là cô phái con phải không? Cô có khai hồi đó phải không? Còn đứa con gái. Sợ còn đứa con gái. Còn đứa con gái mà bây giờ mày có vợ rồi lấy nào sao nữa đây? Tiếc quá con. Tiếc quá, tao nói gì tao nói tiếc anh Kha mày quá trời luôn. Thì nó nói mẹ sao mẹ tiếc anh Kha gì tao nói tao thích rể con rể làm YouTube lâu lâu nó chở mẹ đi. Dạ. Nói, ủa chứ anh ấy không chở à? Tao nói nó chở ba hồi nó không chở là sao? Con rể nó chở nhanh mấy á? Rể chở nhanh hơn con. Còn rất vừa tính. Phải con? Dạ đúng rồi. Không, vậy? Dì đã tâm sự với Nhi rồi. Dì nói gì con Nhi nó tin là dì liền. Dạ. Nó sợ tiếc cho anh Kha quá. Rồi nó rợn gì nó đây. Nó nói ủa là lỡ con gái nó không chịu là sao? Tao nói mình ép vô nhà 3 ngày nó chịu chứ đâu. Ép 3 ngày chịu. Ủa được không con? 3 ngày chịu không? Cái đó còn cũng biết sao nữa. Bữa nay là con đi lì xì Tết. Dạ, con lì xì tốt thì cô chúc cho anh nhiều lời gì chúc nhiều lần con lì xì chắc có 100 triệu á. Không nói chơi nó thật ra nó chơi thì con đi lì xì thật nhà cũng không có gì nhiều, con bị nhỏ thôi, con chỉ biết là chúc sức khỏe thôi. Chúc sức khỏe thôi. Dạ. Lời gì chúc gặp con gì chúc cũng mừng thôi. Dạ đây đây bao nhiêu cũng được mà gì vui gì nói vậy mà. Dạ con biết mà. Dạ. Thì cô hơi nếu mà không phải vui đâu, nếu mà YouTube thì phải lì xì phải trên một chai hay hai chai. Cô vui thôi nha các bạn, có gì mọi người thông cảm nha. Ủa thông cảm tao biết mà, thế mà bình thường á gì lì xì cho gì bao nhiêu cũng được. Dạ. Mà thế mà YouTube thì lì xì cho sao thì phải không Vương? YouTube nói đúng mà. Thì vui thôi các bạn, thì cũng 2 ngày nữa là giao thừa rồi. Đó, thì bữa nay con lì xì trước, con lì xì cho cô. Cũng chúc cô và qua năm mới thật nhiều sức khỏe. Dạ. Và luôn luôn vui vẻ với con cháu nha. Dạ, vui vẻ dạ, với con cháu. Dạ, đây, dạ, con lì xì cho cô. Chúc lại câu đó cho mẹ con. Dạ. Được chưa? Dạ, con thay mặt mẹ con gửi lời cảm ơn cô rất nhiều. Sang năm giờ cô có cháu 2-3 đứa về. Dạ. Cho mẹ con lo giữ dạ, cho con. Dạ, có lẽ sang năm Huy nó cưới sao bờ tới con luôn á. Dạ thì giờ bắt đầu là cho mấy gì đi ăn đám cưới. Dạ con gửi thiệp là đúng rồi cô chỉ biết vậy. Dạ ơi dạ. Bây giờ là gì nấu ăn ấy để con đi tới mấy nhà kia nữa nha. Nhà dạ kia con nữa, còn đi nữa còn đi mấy nhà nữa ý là gì định là mời con ăn bữa cơm. Dạ đó. để tối đây tối con ra con ăn. Tối con ra ăn. Dạ bây giờ con đang bằng cái video này quay cho nó kết thúc xong đi cả ngày này luôn. Dạ ơi con đi nha con nha. Giữ gìn sức khỏe nha. Con xin cảm ơn khán giả của bên Kha để chúc khán giả bên Kha để ăn Tết vui. Dạ thay mặt khán giả con cảm ơn cô luôn. Bây giờ con đi nha cô nha. Dạ. Cảm ơn con nha. Dạ bye cô. Cũng rất may là có anh Hải đây luôn các bạn. Wow. Nhà sớm chuối TV các bạn. Nhưng mà hôm nay là Kha lên là Kha tìm chú. Chào hai bạn. Chào sớm chuối và anh Hải. Bữa nay đi phát quà lì xì Tết. Ủa Hải chú đây nào vậy? Mang xuống coi đang học nấu ăn từ sớm vừa TV. Sớm là sớm chú đã làm thật không? Sớm chú chào mọi người. Mình nấu bữa cơm trưa. Đây. Xin chào cả nhà nhé. Không tặng cái mic này. Đó. Mình làm ca sĩ thì mình hát rồi mình cần mic. Mic cho anh hả? Mừng gì? Không cái này là tặng để nói rồi lấy lại. Đây, gài mic rồi mic. Không dạy Huy gài. Ủa xuống này nãy giờ được không? Anh xuống anh học nấu ăn từ ẩm thực của sớm vừa TV nè. Bữa giờ anh không bữa giờ nói chung là bữa giờ anh Hải đấy cũng bận rộn hơn, làm ẩm thực liên tục hơn. Thì không có thời gian. Mua không mà giờ xử luôn hả? Mình chưa biết nấu ăn cho nên mình phải học hỏi. Bây giờ là tiện thể có anh Hải đây thì mình lì xì luôn các bạn. Ủa lì xì hả? Bữa nay là lì xì chúc Tết cuối năm rồi. Còn qua Tết rồi mà. Bảy. là sao cái mùi vậy thấm thấm ta? Thấm ba là gì? Không có mùi vậy thấm thấm. Mùi xinh á. Xinh. Mấy con gà nó bư á. Bây giờ là còn 2 bữa nữa là giao thừa rồi. Bây giờ là mình lì xì trước đi. Mai mốt nữa chú Tết đầu năm á mình ra tiền cho bắt đầu nó mà anh em mất công đu vui vậy không quạo biết không? Đúng rồi. Mà bữa đây ngày mấy? Bữa nay ngày 27. Mai 28, 1, 29 là giao thừa rồi. Đừng đăng đâu có 30 đâu. Mình làm cho mình chơi mùa mình đăng chết. Đây. Sẵn có sớm chuối mình lì xì sớm chuối. Đây là lì xì tốt cho sớm chuối. Đó, đây là gì tốt cho anh Hải. Cảm em luôn. Kha rất là nhiều. Rồi, đẹp trai không? Lì xì tốt đây là mình cũng có một lời chúc, đó là chúc sớm chuối tim gì và anh Hải một năm mới thật nhiều. Ta đổi tên kênh thành Nguyễn Cát Hải đi. Anh Nguyễn Cát Hải và sớm chuối TV một năm mới thật nhiều sức khỏe và luôn luôn thành công trên mọi lĩnh vực mà mình đã chọn. Đã với ta. Đó.
thì gửi lời chúc mong là năm mới tất cả anh em chúng ta sẽ cùng nhau vươn lên và phát triển trong cuộc sống cũng như phát triển bản thân mình hơn. Thì cũng không có gì hơn, xin chúc Kha có một năm mới vui vẻ và sớm đạt được nút bạc. Mình vẫn chúc mọi người năm mới vừa vào sức khỏe và luôn luôn mạnh khỏe. Rồi, mình cũng không có gì hơn. Rất là cảm ơn Kha đã gửi cái phần cái bao lì xì này. Đâu, cái bao lì xì, mình biết là chắc chắn nó có tiền rồi. Thì nói giỡn như vui thôi, thì cũng rất là cảm ơn Kha và cảm ơn tất cả khán giả kênh của Kha đã luôn luôn ủng hộ mấy anh em. Một cái món quà chúc Tết rất là bất ngờ, mình không biết nói như thế nào nữa. Thì chúc Kha và gia đình sẽ luôn luôn vui vẻ và thành công trong cuộc sống. Và chúc Vương sẽ đeo cái khẩu trang cho nó đều lại chứ. Mình lên Ở nhà Kha thì có 3 người. Wow, quay 3 người cho nên là chắc là Huy sẽ gửi cho Kha một quầy to thế này. Một quầy, trăm áo luôn. Có khi mẹ của Kha uống này, xong Linh uống này, Kha uống này, Vương quay lâu lâu ké xuống uống trái cho người. Ông cảm như nhà điều kiện thì tốn cái nhà này thì không có nhiều ngồi giường. Tại có người xin rồi, có người cho rồi. Mà cái quầy này phải mười mấy trái này các bạn. Ở mười mấy 20 trái. Nặng kinh khủng. Đoạn quầy này mà nặng, quầy hồi sáng mới nặng. Hưởng cùng luôn. Hồi sáng phải quầy phải là hơn 50kg. Ghê vậy. Cái quầy 40 mấy trái, quầy dừa xanh. Nặng khủng khiếp luôn. Kinh gì? Kể tay muốn lòi cái họng luôn. Cái quầy này nếu á mà bây giờ mà bán ra thị trường bao khoảng bao nhiêu tiền? 7.000 trái. 7.000 trái? Thì lát nữa mình xuống bán kiếm tiền. Thôi đùa các bạn, đùa. Ngày Tết tự thiết kế sao mà em tự thiết kế luôn á, rất đẹp không? Riêng cái bản mặt của em là rất đẹp trai. Đẹp không con? Đẹp không? Sao mình không đứng mình thủ vỏ đồ lên chứ? Không bỏ, tao chỉ tàu tiến thâu bỏ. Tao không bỏ. Ông, quà của Sống Dừa tặng rất là nhiều các bạn. Mình sẽ đem về và uống từ từ, có khi mình ăn luôn cái vỏ dừa luôn cũng có được. Đúng rồi, làm thuốc. Riêng luôn là thuốc. Chú mới về các bạn. Con chào chú nha. Đi đâu vậy chú, đâu mới về vậy? Cũng như chở cho bà chị ít trái dừa thì sẵn đi chợ mua mấy trái múp với bầu rồi nấu con cá trê. Con bữa nay con lì xì Tết chú nha. Lì xì Tết mừng tuổi chú. vô mát đứng cho đây. Vô mát đứng. Con đi mát xỉu. Ok chú. Thì đây là ba của Sớm Dừa các bạn. Thì Kha cũng lên đây cũng phải nói là bây giờ như cơm bữa vậy á. Đó thì gặp chú hồi thôi, nhưng mà lúc nãy lên là chú đang đi công việc, bây giờ chú mới về. Đó thì cũng 2 ngày nữa là qua năm mới rồi chú. Dạ con cũng không có gì, con đây con lì xì vào một chút cũng như là mừng tuổi cho chú sang năm mới. Con cũng xin chúc chú bước sang năm mới có thật nhiều sức khỏe và luôn luôn đạt được những điều mà mình mong ước. Dạ và chúc chú sống lâu trăm tuổi và con năm mới hay ngày vượt thôi, khoảng 91 cũng được rồi. Dạ đây con lì xì cho chú rồi, cảm ơn con. Dạ khoảng 91 cũng được, có sức khỏe. Dạ thì chúc cho Kha vui vẻ là trong mỗi năm tới thì có nhiều cái kênh hay hơn chứ. Dạ con cảm ơn chú rất nhiều. Chú cũng rất là vui tính luôn các bạn. Vậy thôi nha chú nha. Con bây giờ con phải đi tới những nhà khác nữa. Chúc chú có một buổi trưa thật nhiều sức khỏe, vui vẻ. Tưởng có thì ở lại. Thì Kha xách cái quầy dừa của Sớm Dừa tặng về nhà rồi các bạn. Đó là lúc nãy là mẹ của Huy có tặng cho Kha mấy trái đó, và tiếp theo là Sớm Dừa tặng cho Kha một quầy nữa. Thì Kha xách quầy dừa về thì Kha đã gặp được một người đồng hành với Kha lúc trước cũng khá là nhiều video, và người đó là đang ở ngồi đây các bạn. Bạn đây, Giỡn mặt ra thiện đời tê. Đây cho bạn cái mic này. Dạ, dù gì rủ lên đây đây. Nay lì xì Tết. Bây giờ là còn 2 ngày nữa là Tết, nhưng mà để tới mùng 1 lì xì cái tiền nó ra mất công mà phong thủy rồi mất công mà bạn bè trái cây ruột mình mệt lắm các bạn. Công hợp phong thủy nên lì xì trước luôn. Đó, sáng giờ đi cũng nhiều cũng mệt. Thiện này nó cũng đồng hành với Kha cũng rất là nhiều cái video ở trong năm nay nè. Đó thì năm nay Kha cũng gặp rất là nhiều anh em, đó cũng giúp đỡ Kha rất nhiều trong cái công việc là làm YouTube á. Thì Thiện này cũng phải nói là nó nhiều khi nó bận, nhưng mà mình làm video cái nó chạy thiệt lên, nó làm nội dung là vô kết hợp làm cho vui. Nói chung nó cũng giúp đỡ Kha rất nhiều. Thậm chí là những cái video đi rừng đi núi luôn các bạn.
Thì hôm nay là cuối năm mình cũng cảm ơn bạn nha. Những gì mà trong thời gian qua bạn đã giúp đỡ cho mình. Và hy vọng là sắp tới mà Huy nghe nói đâu là dạo này đi khám phá ma quỷ gì đâu hả? Ủa mà nghe nói sợ ma lắm mà sao lại đi khám phá tâm linh? Cái dòng nó vậy á. Sợ ma mà đi khám phá ma các bạn. Ủa hồi tối à bị hù nữa à. Vậy? Hồi tối đang nằm cái cửa mở ra. Mở ra đập vô cái âm một phát mà cửa đó nặng lắm nha, bằng sắt nha. Dậy ở đây nè. Ồ, cái lại kéo ra cái đứng núp, tưởng đâu thằng bạn nó chọc mình, tưởng đâu rin. Mà gọi điện thoại nó gọi video á thì thấy nó đang ở trong phòng đánh răng súc miệng. Còn ở đây phòng nó cách xa phòng đây phải gần cả 100 mét luôn. Vậy là ngôi nhà đó bữa nào dẫn con đi thử coi. Văn phòng trong cái dự án. Mà bị bỏ hoang hả? Đâu có đâu, đang trực mà giám sát camera trong đó. Vô tình gặp tâm linh à? Ừ. Vậy là cái kênh khám phá tâm linh là kênh chị? Kênh Thiện NT á. Cũng Thiện NT luôn hả? Ừ. Là cái kênh cũ kia bây giờ làm cái cảnh bonsai hả? Ừ, cái cảnh bonsai này kênh nó bị lỗi rồi cho nên cũng ngưng. Bây giờ làm lại kênh Thiện NT khác. Ừ. À, tức là nó đang làm cái kênh Thiện NT cũng khám phá về tâm linh. Ừ. Và có làm những nội dung khác không? Có thì mình thiền nghiện trải nghiệm khám phá. Nhưng mà thiền nghiện thì từ từ. À, từ từ. Nói chung tạm thời là khám phá và tâm linh phải không? À, thì kênh là Thiện NT. Thì cô chú anh chị nếu yêu quý thì hãy qua đăng ký ủng hộ cho Thiện kênh Thiện NT các bạn. Thì bây giờ cũng chuẩn bị bước sang năm mới. Bây giờ mình không có cái gì nhiều, có một cái phong bì lì xì gửi tặng đến bạn. Chúc bạn năm mới thật nhiều sức khỏe và luôn luôn thành công trong mọi lĩnh vực mà mình đã chọn. Đây, lì xì cho bạn. Thì năm mới mình cũng chúc bạn ngày càng kênh ngày càng phát triển mạnh. Rồi có các mạnh thường quân, hỗ trợ đồ giúp đỡ thêm. Rồi, cảm ơn bạn Thiện rất nhiều. Bạn đi giúp đỡ nhiều người hoàn cảnh khó khăn nữa đó, giúp được nhiều người nữa. Đó thì lời chúc của bạn Thiện phải nói tuy là rất đơn giản nhưng mà rất có tâm các bạn. Thì cảm ơn Thiện rất nhiều. Thì bây giờ mình tiếp tục mình sẽ đi tới nhà tiếp theo nha các bạn. Hiện tại Khá Đen chạy lên trên đây là gọi là Nhị Hà các bạn. Thì Khá Đen lên để gặp hai nhà. Đó là nhà em Ngọc và nhà em Trương. Thì hai đứa nó thì cũng phải nói là cũng như là thành viên trong team của Kha vậy các bạn. Thì lúc trước hai đứa nó có vào quay hỗ trợ cho Kha ở vài cái video. Đó và cái điều đặc biệt hơn nữa là em Ngọc. Thì em Ngọc có đặc biệt hơn là một lát Kha sẽ cho mọi người biết nha. Bây giờ là chạy lên trên nhà hai đứa nó các bạn. Ta chứ mọi người. À Kha. Ui bang. Gì? Đi đâu đi? Đang giao hàng đây mà. Ủa? Đang giao hàng đây không? Trời đất ơi. Quay gì vậy? Đang quay phim, từ dắt chị vô đây đấy. Gặp khá không bạn các bạn. Trời ơi. Đi quay nội dung lì xì tốt. Bán hàng ít chuẩn bị về này. Ủa vậy? Là giao xong chưa? Không rồi, còn có đơn mà. À vậy hả? Trời đất ơi. Là lì xì không? Lì xì tốt mà vô tình gặp mày đi nãy. Đính lên tính về chờ mày về nhà. Ủa là có lì xì đâu không mà có chứ, có phòng chứ. Đây này, gầm ít chưa? Sao làm bịt như ninja vậy? Cho nắng chịu nổi đâu. còn mấy đơn nữa, bữa nay hàng ít nên tranh thủ giao về nghỉ luôn, bữa nay bữa cuối mà. Bữa nay là ngày mai nghỉ luôn không? Bữa nay ngày 27 Tết rồi. Hiện tại là Kha đang ở đây gọi là thôn Nhị Hà, nhà ba hả? Nhà ba. Kha đang ở thôn Nhị Hà ba các bạn. Ở đây là chạy qua cái cây cầu sắt này là qua tới nhà Ngọc rồi. Đó thì vô tình gặp Khá thì Khá này bạn của Kha. Kênh lúc trước là có vào quay video với Kha mấy cái là kênh của bạn Kha là Khá Shipper á. Thì bây giờ là kiểu như là Khá thì nó đi giao hàng cả ngày rồi các bạn. Nhưng mà hôm nay là cũng may mắn cái gặp ảnh ở đây là anh giao hàng ở trên đây là cái vùng núi. Thì cũng là bình thường là cứ giao hàng ở trên cái vùng này miết nha, có đi ở có chỗ khác được không? Ở đây là dưới, ở đây là có dân đông rồi, còn giao trên kia mới xa, trên vùng núi mới xa cả. Có lên trên kia nữa hả? Mà bữa nay hàng lên nên giao xong rồi sớm à, giờ chạy về đây giao mấy đơn nữa xong rồi về luôn. À vậy hả? Ủa là sớm giờ đi. Nói chung là sớm giờ đi nó cũng lì xì Tết cũng rất nhiều, bây giờ là chỉ còn hai nhà của hai đứa nữa. Hai đứa em. Cũng vô tình vậy đó. Đến lý ra là mình chờ chiều bạn về đó là mình mới gặp. Nhưng mà bây giờ thì vô tình. Nói chung cũng hên chứ. Hay may mắn gì, có chiên. Rồi bây giờ là lì xì cho Khá lấy cái lọc với các bạn.
đây là mâm xong để đầu năm mùng 1, mùng 2 lì xì luôn. Ta nói đáng lý ra là lì xì Tết là phải đầu năm mới lì xì, nhưng mà có nhiều người ta kỹ phong thủy, người ta kia là mùng 1 mà mình ra tiền nó bắt đầu là nó mất hơn. Có nhiều người mà người ta kỹ nên nó chở quất đầu á. Kỳ lắm, bây giờ mình lì xì trước, ví như là lì xì qua năm mới đi hơn. Nói chung là lì xì là mình vui rồi. Đúng rồi, nói chung là không có dạt nhiêu. Ở đây chỉ là một cái tấm lòng nhỏ thôi, như một cái lọc thôi. Đó, kiểu như một cái lọc mình tặng bạn thôi. Thì đây là Khá Shipper, bạn mình đó, có một cái kênh là YouTube là Khá Shipper. Thì cô chú anh chị nếu yêu quý Kha cũng như yêu quý bạn thì qua kênh của nó ủng hộ cho nó một cái like và một cái đăng ký kênh nha. Nó chuyên đi giao hàng, quay cuộc sống hàng ngày làm việc như thế nào các bạn. Thì hôm nay là cũng nhân dịp gần năm mới, chỉ còn 2 ngày nữa thôi là bước sang năm mới rồi. Mình có không có nhiều, mình cũng có cái phong bì này. Mình cũng xin lì xì cho bạn và chúc bạn bước sang năm mới có thật nhiều sức khỏe và luôn luôn thành công trên những cái công việc và cái con đường mà mình đã chọn. Đó thì bây giờ đây, lì xì cho bạn. Cái phong bì có tên mình luôn, thương hiệu mình đây. Không sao đâu. Thầy nói chung là cũng biết nói gì hơn nữa. Cảm ơn Kha nhiều nha. Ok. Chúc năm mới, chúc Kha Quân là gặp nhiều may mắn trong cuộc sống để làm nhật nhiều việc. Nhiều việc ý nghĩa hơn nữa nha. Rồi, cảm ơn Khá rất nhiều. Khá bạn mình các bạn, tính tình cũng rất là dễ thương luôn. Bây giờ là tiếp tục đi giao mấy đơn hàng hết rồi về hơn. Ôi là tốt hình nữa. Ấy là thả tim, bắn tim mà liệu. Bắn tim bị lỗ bao giờ. Liệu. Ok, bây giờ tiếp tục đi giao hết đơn hàng về hơn. Có gì chiều bên đi mình gặp uống trà. Okay. Cảm ơn Khá nhiều nha. Rồi. Đây là mẹ của Ngọc đây mọi người. Dạ con chào cô nha. Cô đang gói bánh tét hả? Gói bánh là để ồ, cái đòn bánh của cô gói lớn hơn đòn bánh của mẹ Kha. Mẹ con ở nhà cũng gói nhưng mà cái đòn nhỏ hơn đòn cô. Cô gói điều đẹp như ta. Nhìn cái đòn bánh trưng này đẹp, đòn bánh tét các bạn. Gói rất là đẹp luôn, thẩm mỹ. Kha thì Kha không có rành về mấy cái bánh trưng bánh tét này, nhưng mà mỗi khi mà gần dịp Tết Kha đi tới nhà người ta thấy người lớn gói bánh thì nhìn mình một cái thẩm mỹ mình rất là ngưỡng mộ các bạn. Lại ngày Tết mình có mấy cái đòn bánh á. Dạ. Nó ra ngày Tết. Dạ. Dạ, ở đây là mẹ của Ngọc. Thì hôm nay là con lên gặp Ngọc chơi. Đó thì tháng chuyện là cũng gần Tết rồi. Con cũng lên đây để lì xì chúc Tết cho cô với lại bác. Dạ. Đây là con có một cái bao lì xì. Đây. Con lì xì cho cô, rồi con cũng xin chúc cô là qua năm mới thật nhiều sức khỏe và luôn luôn vui vẻ trong cuộc sống. Dạ, và chúc cô sống lâu trăm tuổi. Đây con lì xì cho cô. Dạ. Cảm ơn. Dạ. Năm mới cô cũng chúc Kha, chúc Vương nha. Dạ. Qua sang năm là được là khán giả ủng hộ nhiều. Dạ. Là kênh của mình phát triển, làm những cái mới lạ lên để dạ. Cho khán giả hỏi chờ rồi. Cũng xin chúc tất cả các khán giả một năm mới an khang thịnh vượng. Dạ, có. Thay mặt cho khán giả Kha cảm ơn rất nhiều. Thì cái này là cái căn biệt thự siêu biệt thự của Ngọc các bạn. Một mình nó độc quyền một cái biệt thự rất là to luôn. Đó, giờ Kha sẽ review cái biệt thự của Ngọc. Nhân vật cũng khá là đặc biệt ở trong cái kênh của Kha hiện tại và trong tương lai. Một cái căn phòng đơn sơ các bạn. Thì trong đây Ngọc thờ tượng Đức Phật cũng rất nhiều. Ô em. Dạ. Chết trà anh em mình uống đi. Ok. Cho camera cái ghế. Nào luôn đây. Camera đằng sau là tỏi nhất á. Camera là người hùng thầm lặng của từng cái video mà các bạn. Đây, tặng em một cái mic để anh em mình tâm sự. Thì đây là Ngọc các bạn. Em Ngọc thì năm nay cũng nhỏ tuổi, năm nay em nhiêu tuổi rồi ta? Em 98, sinh năm 98. Nhỏ tuổi hơn Kha rất nhiều các bạn. Thì
Ngọc là một đứa em cũng góp vào góp sức vào để quay với Kha những cái video mà cách đây cũng gần một năm trước, cái lúc mà Kha còn làm những cái video hài hước đó các bạn. Đó là em Ngọc biết tới Kha và đã lúc đó là anh em vô tình gặp nhau ở một cái quán cà phê thôi. Đó và Kha thấy em Ngọc thật sự là rất là nhiệt tình. Đó và trong cái giao tiếp và cuộc sống em Ngọc nó rất là lễ phép và rất là phải nói là rất là biết chuyện. Đó cho nên là Kha mới coi như là lúc đó là đưa em Ngọc vào để làm những cái video vui vẻ cho khán giả cùng xem. Và đến khi sau này thì Kha chuyển qua cái chủ đề làm thiện nguyện á, thì cũng Ngọc nó cũng hỗ trợ cho Kha rất nhiều. Có những cái video mà Vương nó không, nó bận việc nó không đi quay được á, thì Kha cũng có nhờ Ngọc bên kia nó cầm những cái thước quay ở những cái hoàn cảnh đó. Thì đến thời điểm hiện tại á, là trở về cái, phải nói là cái thời gian trở về đây, em về em giúp anh edit video cách đây có bao lâu rồi ta? Gần 2 tháng. Hơn 2 tháng. Có thể là Kha tâm sự thế này. Ngọc, phải nói là Kha công nhận là Ngọc là một cái người phải nói rất có tài năng. Ở đây không phải Kha tâm bốc nha, là Kha cái một ngày đó là Kha tìm đến Facebook của em Ngọc, là Kha phát hiện là nó edit những cái video mà kiểu như là những cái video gì em lúc anh nhớ những cái video gì hài hước thôi đúng không? Phim chữ Hồng Kông. Nó có phim chữ Hồng Kông. Rất là hay các bạn. Edit cơ một cái điện thoại nhưng mà mình cảm nhận được, Kha cảm nhận được phải nó rất là có cái tài năng sáng tạo. Đó cho nên là lúc đó Kha nghĩ là Ngọc biết edit này nọ nên Kha mới nhờ nó về. Thì cái thời gian mà cách đây còn 2 tháng trở lại thì thật sự là Kha hơi bị đuối. Tại vì mình đi quay ban ngày về, rồi ban đêm mình còn đi quay tâm linh. Và mình về mình phải edit video, mình dựng video này nọ Kha là các kiểu. Thức tới nửa đêm có khi là 1-2 giờ sáng Kha mới ngủ. Mà thường là như vậy luôn các bạn. Nó kéo dài một khoảng thời gian là nó làm cho Kha đuối sức. Đó. Thì Kha mới bởi như là mình không biết cách nào nữa, mình kéo dài rồi mình không thể nào mình kéo dài được. Kha mới mở lời cũng nhờ em Ngọc. Kha nói là có thể về giúp anh một tay nào đó để hỗ trợ cho anh trong cái việc edit video. Thì rất vui là Ngọc nó chịu. Và trong cái thời gian gần đây khoảng tháng đổ lại, tháng hơn, thì có những cái video của Kha là nhờ Ngọc edit cho Kha. Nhưng mà những cái video của Ngọc edit Kha công nhận là nó hay hơn cái video edit rất nhiều. Đó, thì ngồi đây không phải là Kha nói tốt cho em nó, nhưng mà thật sự là cái thời gian gần đây Ngọc nó về nó giúp cho Kha rất nhiều. Và một cái điều nữa là Ngọc nó làm cho Kha hiện tại là nó chưa có ăn lương nha các bạn. Thì anh nhớ cái lúc mà em nói với anh là em về em giúp anh là không cần ăn lương đúng không? Đấy, em về em giúp anh á, nghĩa là cái em làm cũng vì cái coi như là em thích về cái lĩnh vực này là một điều. Còn cái thứ hai nữa, em cũng đã như anh nói, em cũng đã gắn kết với anh một cái thời gian dài. Và qua cái thời gian đó thì em cảm thấy là mà các bạn có để ý không, anh Kha là một người cực kỳ là cố gắng luôn, rất là cố gắng trong cái lĩnh vực YouTube. Từ khi mà ảnh đứng lên, khi mà đôi lúc là cái kênh nó có một số trục trặc, và cái lúc giai đoạn đứng lên ảnh cực kỳ là gắt, và mình rất là có thể nói là rất là phục ảnh cái điểm đó. Cho nên mà khi mà qua một thời gian anh em chơi với nhau đó, và anh Kha ảnh nói như vậy, và mình và các bạn hiểu không, cái việc mà edit á là canh ngày anh quay, canh đêm anh về, thì đảm bảo chạy đâu hết ấy là anh phải thức tới 1-2 giờ sáng anh làm. Chứ không có thể nào mà cái công việc edit mà không phải đơn giản đâu. Mấy bạn đừng có nghĩ là ráp đó ráp vô, ráp cái đoạn nào hợp lý làm sao truyền tải cho tất cả các bạn coi một cái đoạn video xúc tích, ngắn gọn, dễ hiểu và nhanh tiếp cận vào cho người xem. Họ nhìn họ biết là mình muốn nói cái gì, truyền đạt cái gì. Đúng. Đó. Thành ra rất là kỳ công. Cái đoạn phim càng hay thì việc sửa chữa nó càng kỳ công. Đấy. Thành ra khi mà anh Kha ảnh có nói về cái lĩnh vực này á, thì nói thật thú thật ra thì em cũng có một cái công việc ở nhà đó. Và em cũng cái lúc mà thời gian rảnh, ban đầu thì mình nghĩ là chỉ là cái khoảng thời gian rảnh á, thì mình hiểu về công việc này, cho nên mình cũng muốn giúp đỡ anh Kha để mà anh Kha được thứ nhất là về cái tình anh em đó, và còn cái thứ hai nữa mình cũng thích về cái công việc này. Ví dụ edit, ví dụ các bạn nghĩ đây, edit cho những cái người làm về họ những cái hoàn cảnh khó khăn á, nếu mình ráng mình cố gắng mình sửa cái video cho nó thật tốt á, thì
thì cũng là một cái việc mà em cũng thể góp, tuy là em không có đi quay phụ các anh đồ nhiều, nhưng mà em về em cũng góp một phần sức nào đó để truyền tải những cái hình ảnh đó đó cho tất cả mọi người coi, mọi người hiểu, và thì em cũng thích, cũng như mình làm được một việc tốt vậy. À, thì ngồi đây thì anh cũng cuối năm rồi, anh cũng thật sự là cảm ơn em trong thời gian qua đã hỗ trợ cho anh. Mà cái điều đặc biệt mà làm cho Kha nể Ngọc nhất là mở miệng nói một cái câu là em không cần ăn lương, em giúp anh có bao nhiêu anh cho em bao nhiêu, tiền xăng tiền cổ em chạy lên chạy xuống. Tại vì cái con đường từ nhà Ngọc chạy xuống nhà Kha hơn 10 cây số các bạn, nó từ Nhị Hà mà về Phú Quý cũng khoảng đường rất là xa, mà Kha nể một cái là nó chịu chạy lên chạy xuống, mỗi khi giúp công việc ở nhà là nó chạy xuống giúp Kha liền. Và thời gian gần đây thì Kha cũng khỏe một chút, lý do nhờ Ngọc giúp đó. Thì trước tiên anh cũng cảm ơn em đó đã chịu giúp anh, và anh hy vọng trong cái tương lai cái kênh của anh phát triển mạnh hơn một chút để anh có một cái khoản thu nhập, đến lúc đó thì anh chỉ để cho em một cái mức lương ở một cái vị trí là editor cho anh. Thực sự là bây giờ là kênh anh thì thu nhập thì cũng trả về bao nhiêu, nhưng mà mỗi tháng anh phải chi phần trăm ra để trả lương cho anh Vương của mày đó, thì cái đó em cũng hiểu. Và anh với Vương cố gắng từng ngày hy vọng là cái kênh anh sẽ phát triển lớn để còn lại một cái vị trí cho em, để cho em có một cái mức lương cố định để có thu nhập để ra vô. Và anh chắc chắn với em rằng trong tương lai em sẽ có một cái vị trí editor ở trong cái kênh YouTube của anh, đến lúc đó thì em sẽ hưởng được một cái mức lương cố định của hàng tháng để có em thu nhập. Thì hiện tại thì anh cũng cảm ơn em rất nhiều đã chịu giúp anh. Cái thời điểm nào thì Kha khó khăn nhất các bạn, nhưng mà không sao, Kha được quý cô chú anh chị cùng với Mạnh Thường Quân đã luôn đồng hành với Kha trên từng cái video. Đến thời điểm hiện tại thì Kha sắp lấy được nút bạc rồi, hy vọng ăn Tết xong là Kha sẽ chạm đến cái dấu tích lấy một cái nút bạc 100.000 người đăng ký để gửi một cái lời cảm ơn tới quý vị khán giả. Thì hôm nay là anh cũng không có gì, anh cũng có một cái món quà chúc Tết thôi, nhỏ nhỏ thôi. Cái phần của Ngọc là cái phần đặc biệt các bạn, đây cái phần quà đặc biệt là cột đèn thun đây. Đầu là Kha đưa cho Vương Phạm camera một phần, còn phần thứ hai đó, phần Vương Phạm là lại phần Ngọc là hai phần đặc biệt các bạn. Đây thì bước sang một năm mới rồi, anh cũng không có gì, cũng có một cái phần quà lì xì nho nhỏ gửi tặng cho em. Thì chúc em qua một năm mới thật nhiều sức khỏe và luôn luôn thành công trên những cái con đường và cái lĩnh vực mà em đã chọn. Mà đặc biệt hơn nữa là anh chúc em sang năm đó, có được một người yêu thật là xinh đẹp. Đó, cái đó là vấn đề, tại vì tại Ngọc đang độc thân đúng không anh biết. Đây thì anh gửi tặng em. Trước thì em cũng xin cảm ơn anh Hình Kha cũng như là anh Vương cũng đã kỳ công, tại vì cái quãng đường lên đây thì em biết đường nó cũng hơi khó khăn. Đúng rồi. Cái món quà này á thì là một cái dịp Tết thì cũng rất là vui mấy bạn ạ. Thì Tết có quà mà sao không vui được. Thì em cũng xin cảm ơn anh Hình Kha. Thì trong cái năm tới thì em cũng chúc anh và kênh sẽ được mọi người biết đến ngày càng nhiều hơn, sẽ được phát triển hơn, đem được nhiều cái lợi ích tới cho cộng đồng, cho mọi người, nâng cao cái giá trị cuộc sống. Còn riêng về phần em á thì trong tương lai thì có thể bây giờ do cái đợt này mấy tháng gần đây hơi cận Tết, anh hiểu cho nên công việc nó hơi dày dặn. Thì sang năm thì có thể dĩ thời gian nhiều hơn, em sẽ phụ giúp anh cái công việc đó nhiều hơn, thì anh cứ yên tâm đi. Còn về cái vấn đề về lương cổ á thì em lúc đầu nói anh rồi, thì lương cổ gì cái đó thì bây giờ trên cái phương diện là anh em, và cái kênh của anh á rất cũng là ý nghĩa, rất là hay, em cũng rất là mến. Từ cũng em coi kênh của anh cũng lâu rồi, em rất là mến, cho nên việc cứ thì anh em mình cứ gì đây, cứ giúp đỡ nhau gì thôi. Còn cái việc là lương cổ anh đừng có suy nghĩ, em giúp được gì anh thì em giúp hết mình đó. Thì sang năm thì cũng chúc anh và gia đình có nhiều sức khỏe, cũng như quý cô chú anh chị đang xem video cũng có một năm mới an khang thịnh vượng, tràn đầy niềm vui trong cuộc sống nha. Rồi, anh cảm ơn em rất nhiều. Đó thì cũng như thay lời còn coi em Ngọc, Kha xin cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều. Đó, và bây giờ thì chúc Tết của gia đình em Ngọc xong, chỉ còn một gia đình nữa luôn, đó là gia đình của Trương. Trương thì Kha nói thật luôn cũng là bạn của Ngọc đó, và cũng là một đứa em và đã cộng tác với Kha, không phải là cộng tác mà gọi là giúp đỡ Kha cũng trong những cái video lúc trước. Hiện tại là cách đây còn chừng 3 tháng trước là chưa có lên Đà Lạt nó làm luôn. Đúng rồi. Và hiện tại hôm nay là nó nói với Kha là hôm nay em chưa về đó, và Kha sẽ đợi khi mà về, còn giờ này là còn 1 giờ chiều
đợi lát nữa khoảng 3 giờ Trương nó về đó, thì càng phải qua thăm nó đó. Và cũng có một món quà nho nhỏ, cũng có một món quà của một chú ở bên Mỹ gửi tặng cho Trương, nhưng mà anh giữ đến nay là cũng hơn 3 tháng rồi, tại vì nó đeo lãng làm á. Dạ. Bây giờ cũng tới lúc đã trao món quà đó cho nó rồi các bạn. Đợi một chút nó về. Bây giờ Kha đi vào nhà Trương các bạn. Thì Kha Kha mới nghe nói là nó ở trên Đà Lạt, nó mới vừa về, bây giờ tới nhà rồi. À, ồ đẹp trai dữ ta. Ủa cái thằng này đi Đà Lạt vậy, trắng dữ ta. Mới vừa rồi đúng không? Rồi mới bỏ anh chạy qua đây. Rồi rồi. Hả, ổn anh, ổn anh, ổn. Khỏe không? Ờ đất ơi. Ok. Là ở trên đó chạy về đây mấy tiếng đồng hồ mới tới chỗ đây. Con chào cô. À đây là, xin giới thiệu với các bạn, đây là mẹ của Trương. Con chào cô nha. Cũng gần Tết rồi. Ủa, hình như con lên đây mấy lần nhưng mà cô không để ý. Cái ngôi nhà mình là ngôi nhà tình thương hả cô? Mày nhớ tặng hả? À dạ. Nhà tình thương các bạn, ngôi nhà rất là sập sệ. Ở thì ngôi nhà của Trương cũng Kha nhìn thấy cũng thuộc dạng hiện diện khó khăn. Thì ủa, còn chú đâu? Chú đâu cô? Trương. À. Thì hôm nay là con lên đây em Trương nó mới về á. Nói chung đi Lạc làm có mấy tháng nay rồi. Dạ thì hôm nay em nó về con lên con thăm ở, nhưng cũng lì xì Tết cho chúc cho em nó năm mới gặt hái nhiều thành công. Thì cũng tiện thể con cũng có một chút lì xì gửi tặng đến cô, cũng như là mừng tuổi cho cô. À, thì đây ở đây là con có bao lì xì. Dạ, con lì xì cho cô là con chúc cô là năm mới thật nhiều sức khỏe và luôn luôn thành công và đạt được những điều mà mình mong muốn. Dạ đây, con mừng tuổi cho cô. Năm cũ của ba năm mới, chúc mấy em nhiều sức khỏe, làm việc thành công và tốt đẹp ha. Dạ con cảm ơn cô rất nhiều. À dạ bây giờ chú đâu cô? Chú đâu? Chú ở kia sao không? Để con ra xong. Con chào chú nha. Lên hình ảnh nha, chú lên hình ảnh nha. Không sao đâu, hình ảnh đẹp mà. À đúng, chú để xuống chú con tâm sự chút nha. Dạ chú đang tưới nước hả? Đang tưới nước chưa? Có đang tưới nước. À dạ. Thì đây là ba của Trương các bạn. Thì Kha lên đây cũng rất là nhiều cho nên là cũng quen thuộc với chú rồi. Dạ. Ở đâu gì vẫn áo được cho. Dạ không sao không sao. Người lớn mà không sao đâu các bạn. Thì dạ con biết Trương nó mới về á, con lên thăm em nó chút. Đó thì con cũng có một cái bao lì xì để gửi tới cho chú để mừng tuổi cho chú. Dạ ở đây thì không có gì nhiều, con cũng xin chúc chú là qua năm mới thật nhiều sức khỏe đó và luôn luôn thành công và đạt được những điều mà mình mong ước. Dạ đây con tự lì xì chú. Cảm ơn nha. Dạ con, dạ chúc chú giữ khỏe nha. Dạ đâu đi, phải luôn phải luôn. Uống trà với anh. Đâu đâu, uống trà đâu, em ra đây. Đây có quà tặng. Ủa quà tốt nữa không? Quà tặng. Trời ơi, lát gửi anh đem về cho anh Thiện nhân Linh giùm em nha. Trời ơi, đi sẵn tiền nữa. Nó đi Đà Lạt về mà nó còn tặng quà cho mấy anh nó nữa các bạn. Có luôn. Vậy hả? Thì ra đây, trời ơi, cảm ơn trước luôn nha. Trời ơi. Dạ để khi nào em cứ là con cho cô biết. Dạ dạ. Ờ đi Đà Lạt về có quà tặng anh nó nữa không mơ. Dạ con cảm ơn cô rất nhiều. Cái bình nước nóng hả cô? Dạ để con chế vô bình thị. Anh chờ bên nhà Ngọc á. Rồi cái em nghe em về anh chạy qua đây nè. Trời ơi, anh đi Đà Lạt về mà anh còn tặng quà nữa trời. Bấm một cái nút một cái. Quà mấy anh em đây. Rồi lên rớt nước cười đây, rồi. Mình bốn người luôn ta. Rồi đây bốn người. Bốn người bốn bịch. Ồ, nhìn dễ thương quá ta. Anh cũng có quà cho em này. À. Chờ anh chút. Rồi xong, cái này chiều đem ra cho bà bác. Đây. Đây, bắt em cái. Đây là cái món quà của chú Trung.
cũng gửi về cho Kha cách đây mấy tháng rồi, nhưng mà Kha đợi chưa nó về, bây giờ Kha mới đem tặng cho em nó các bạn. Dạ cảm ơn cô. Cái chân nóng cô. Đây qua đây em. Sao này thì trước tiên là anh đây là cái áo của anh, áo tem anh tặng em. Đây rồi, rồi em cảm ơn luôn nha. Áo size M anh nghĩ của em mặc dạ. Vừa luôn đó. Vừa á. Ừ. Còn đây là cái món quà thì anh theo anh thấy là hai mấy cục xà bông với lại một cái bộ quần áo và một cái bị kiệu. Trong đây là một cái bóp nè. Cái này là món quà của chú Trung ở Mỹ. Chú gửi tặng của quê về để tặng cho em cách đây cũng em đi Đà Lạt được mấy tháng rồi ta? Dạ 3 tháng. Ừ. Ngay cái ngày mà món quà này nó về đó là cái ngày đó em vừa đi khoảng 2 ngày thôi. Là món quà nó về. Cho nên là anh không có tặng được, đợi tới ngày hôm nay là Trương nó về. Đó thì cũng thay mặt cho chú Trung, con cũng gửi tặng tới cho em Trương. Đó. Tại vì các bạn biết sao không? Cái video mà em đi leo núi với anh là hai anh em mình khám phá cái hang á. Nhớ. Ừ. Chú mới thấy em mặc cái quần mà nó kéo lên tới đây nè, gai đâm. Áp phục tay. Đó cho nên là chú mới gửi cho em một cái bộ đồ. Đó. Để trong cái quần rinh này. Rồi. Đó. Rồi giờ thôi giờ em cảm ơn anh. Rồi em cảm ơn chú với lại anh chị đã cảm ơn chú Trung. Cảm ơn chú Trung với anh chị đã thương mến em. Nhưng mà bây giờ cái này nè, có cái này em khui cái này đặc biệt. Em khui cái hàng này sẽ biết được trong đây một cái món quà tuy nên nhỏ nhưng rất ý nghĩa các bạn. Khui nha. Ừ đó. Thấy gì chưa? Đẹp ta. Đó. Một cái ví đựng tiền. Đó, lột giấy à. Đập hộp. Đó, đập hộp. Và ở trong cái bóp em sẽ kiểm tra xem nó có một cái quạt gì trong đó. Ừ đó. Vừa hai cái ví của em nó vừa hư luôn à. Ừ vậy hả? Ở trong cái ví á, em sẽ thấy một cái quạt gì ở trong đó rất là ý nghĩa luôn. Cũng tốt rồi các bạn. Anh à, cái này tháp kiểu nào ta? Em rút cái cây giấy dây ra. Cái dây này là chỉ là một cái quạt tượng trưng để giữ một cái ví thôi. Đó. Em sẽ kiểm tra trong ví xem có gì trong đó. Đó. Hồi hộp quá. Đó. Đã quá. Đây là cái tờ 2 đô gốc ở bên Mỹ luôn. Chú Trung muốn bỏ món quà này vào ở trong cái bóp, kiểu như là một cái quà may mắn để cho mang cái ý nghĩa là cái bóp của em lúc nào cũng phải có tiền mà đặc biệt là tiền đô mới sướng. Dạ. Quá đã luôn. Ok không? Dạ ok thôi. Tờ tiền này cảm ơn chú nhiều nha. Tiền này gọi là tiền luxe các bạn. Thì có lẽ là 3 tháng nay ở trên Đà Lạt không biết làm thế nào nhưng mà Kha cảm thấy là cái không khí Đà Lạt rất mát mẻ. Cảm thấy nó trắng lên các bạn. Cắt. Cũng mừng cho em đó. Nhưng mà đặc biệt là đi xong giờ này có quà cho mấy anh đó nữa. Cái này là cái gì em? Dạ trà tí xô. Này uống mát không? Tại hơi gấp quá cho nên không có đem được nhiều cho lại người ta gửi đồ á. Có quà là mừng rồi các bạn. Chỉ cần một cái quà nhỏ thôi không cần lớn. Cái này là quá tốt rồi. Sao? Có lời này có muốn tâm sự với anh cùng với khán giả đây không? Mấy tháng rồi anh em mình không có gặp nhau. Chắc... có dự định gì không giờ đây? Ôm cái khóc đi. Ôm cái khóc hả? Ôm cái khóc đi. Có dự định gì cho sang năm mới như thế nào không? Chắc là em về tính là ở quê chơi ít bữa với mấy anh em vui xong rồi ăn Tết xong chạy lên đó làm lại. Lên làm lại hơn. Dạ, nói chung công việc đó hơi ổn không? Dạ nó ổn định. Nói chung công việc mà ở đâu cũng vậy các bạn. Có là mình cứ làm nhưng ổn định. Khi nào mà cảm thấy không ổn định thì mình chỉ về quê mình kiếm một công việc nào đó để mình làm. Đó. Thấy làm thấy chỗ này nó cũng ok. Ok phải không? Dạ. Chỉ cần là cuộc sống mình nó ổn định thôi, làm ở đâu cũng miễn trong đất nước Việt Nam mình là được các bạn. Thì qua một năm mới thì anh cũng không có gì hơn. Ở đây anh có một cái lì xì đó, không có nhiều nha, cái này chút thôi nha. Lét vô nhà khu khu đây ít tiền quá mất công. Mày nói ủa cũng anh thì cũng kẹo quá. Trời cho anh đi ha. Thì cũng không có gì nhiều. Đây là một cái món quà, kiểu như một cái món quà lì xì đó, một cái tấm lòng nhỏ thôi. Anh cũng cảm ơn em. Trong cái quãng đường mà lúc trước em đã có tham gia những cái video với anh đó, cực khổ lắm các bạn. Một cái video mà Kha muốn khám phá một cái hang động tuốt trên ngọn núi, nó phải dẫn Kha đi tới chỗ cho bằng được. Bòn nhớ mấy anh em bòn bị ông cắn đi. Cái kỷ niệm đó Kha nhớ hoài luôn. Một tay nó cầm cái dao nó phét, một tay nó giật đường nó đi, nó đi trước Kha đi theo, phải nó nở lúc các bạn, vì với sức khỏe rất là tốt nha. Đó, và đặc biệt hơn cái nữa, ông chích hai anh em mười mấy mũi luôn. Phê nhớ đầu luôn. Bữa đó em 8 mũi, anh đâu 4 mũi á. Về anh nhức mấy ngày luôn hả? Ồ đã vậy bữa đó về còn tai nạn xe nữa chứ. Nhớ hoài luôn. Không bao giờ quên luôn. Ừ. Đây thì bây giờ là một cái món quà của anh gửi tặng. Chúc em năm mới thật nhiều sức khỏe và luôn luôn thành công, đạt được những cái điều mà mình mong ước. Một điều đặc biệt hơn nữa là anh chúc em sang năm có được một người yêu thật là xinh đẹp.
Đây, tặng em. Rồi em cảm ơn anh nha. Ừ. Bây giờ nói chung mình trai trẻ anh cũng biết chút gì. Cái điều mong ước là mình nó kiếm được người yêu thật là xinh xinh đó để có rồi chở đi với người ta rồi nhá. Rồi bây giờ qua năm mới em chúc anh và mấy anh em là làm ăn là phát đạt là có sức khỏe rồi năm mới vui vẻ nha. Ồ, cảm ơn em rất nhiều. Thành công nha. Chúc mấy bạn luôn nha. À, một lời chúc của em tuy là nó hơi ngắn nhưng mà nó vẫn có đầy đủ tâm chất của nó các bạn. Cảm ơn em rất nhiều. Ok. Bây giờ bắt tay ra đúng. Ừ. Rồi, có bị cái gì ở trên đó thì cô giết gì không? Không. Ừ. Có vắc xin rồi khai báo đầy đủ. Rồi thì được. Ok. Uống trà. Rồi. Thì một ngày đi vòng vòng hết tất cả các nhà cũng như anh em ở trong team đó thì có một vài anh em cũng chưa gặp được thì cũng bận lắm các bạn, mấy ngày Tết này thì ai cũng như người nấy thôi, công việc lu bu lắm. Thì mừng ngày nay thì hơi mệt đi vòng vòng nhưng mà cũng vui các bạn. Thì cuối năm rồi không có gì hơn đó là một lần nữa Kha xin gửi lời chúc đến quý cô chú anh chị cùng với Mạnh Thường Quân đã luôn đồng hành bên cạnh Kha trên từng cái video. Qua một năm mới, giờ này mệt quá, nó liệt lử. Qua một năm mới cũng không có gì hơn, Kha xin chúc tất cả mọi người, cô chú anh chị thật nhiều sức khỏe và luôn luôn thành công trong cuộc sống, đạt được những điều mà mình mong ước nha. Thì cảm ơn cô chú anh chị đã đồng hành cái video này cùng với Kha. Xin chúc tất cả mọi người luôn luôn hạnh phúc bên gia đình và người thân của mình. Hãy để lại cho Kha một cái like và một cái đăng ký kênh kèm theo một chia sẻ để giúp cho cái kênh Kha nó thêm nhiều tương tác nha. Bây giờ xin cho chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn. Chúc mừng năm mới nha.